Trước nhở? Đấy. Em cho hai chân lên. Đấy, cho hai chân lên anh giữ được. Tay nhá, cái tư thế tay ấy, em để vào chỗ này cho anh. Đấy, cái phần đấy, tư thế này là một này. Đấy, hoặc là tư thế em để chân này. Cái tư thế này thì nó là dễ nhất, em ngồi cho chân lên đấy nhá. Bình thường đúng không? Anh sẽ kéo để cho em circuit. Ví dụ như em đang đi đường, em muốn circuit em phanh lại, đúng không? Thì cái chân bên phải này của em này là cái chân móc chắc. Móc để móc mạnh lên. Còn chân này thì đặt ngược về sau, đúng không? Khi mà em móc lên ấy, cái đùi đĩa này của em này, cái chắc này của em là nó ở hướng là hướng 4 giờ nhá. Đấy, bây giờ này, đấy, hướng này này, bắt đầu em móc này, móc mạnh, chân kia đạp về sau này, bụng này dồn lên đây, dồn người lên, mới chơi là phải dồn người lên, đúng rồi, ok, móc mạnh, đấy, kéo thắng được lực của anh, thấy nó bánh con đây không? Đấy, và khi xuống xe nhá, lưu ý xuống xe là em chưa quen, em phải xuống chân này, chân trái, chứ em xuống chân phải là chân của em đang trong cáp, có anh này, anh, em, đấy, đúng rồi, mạnh, đấy, đi bánh không? Đó, dương người về phía trước nhá, đấy, đấy. Thì mình để cái tư thế như này, mình lên xe này, mình bóc chân vào chắp này, đó, bóc chân vào chắp này. Khi đi ấy, khi xuống xe là em cũng phải ngả xe như này, cái đường ngả ở bên kia đúng không? Lên xe này, đấy, bóc chắp này, à, đó, kéo chắp này, bóc chắp này. Ví dụ anh đi nhanh này, anh có thể circuit rất là dễ, đó, thì anh phanh lại. Đó, khi xuống xe là mình phải xuống chân bên trái, chứ không được xuống chân phải em ngã ngay, ok chưa? Còn mới chơi xe thì ai anh tư vấn là đều lắp phanh hết, lắp phanh thì làm sao? Thì mình đi quen với xe, mình xuống xe đấy, sau đó thì mình tập sửa tin đó. Mạnh rồi.